Thích Minh Đạo này ổng tu không chân chính, ổng không biết thân biết phận, ổng mà còn đem lên mạng cộng đồng, ổng có tiếng nói để mà ổng góp ý, ổng đủ trò trên mạng cộng đồng để mà ổng phân tích, mà thực ra bản thân ổng không ra gì, đúng không quý vị dạ? Nếu mà câu chuyện này sự thật, qua cái video clip này chúng em sẽ trực tiếp gặp trực tiếp cái cô này luôn, cái cô Ni này luôn, cái cô mà nói lên câu chuyện của nhà sư này luôn, để cho tất cả quý vị khán giả nghe cái lời trực tiếp ghi màn hình cô này lên để mà cho quý vị biết qua nhà sư này. Vâng, Phúc mến chào quý bà của chúng chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc muốn lên cái video này nói đến những vị sư, đặc biệt là nói về nhà sư Thích Minh Đạo ở Đồng Tháp. Thì quý vị cũng đã biết nhà sư Thích Minh Đạo nè, nhà sư Thích Chí Trung, thì hai nhà sư này thường xuyên lên để mà phân tích những câu chuyện trên mạng xã hội. Nhưng ở đây em muốn nói riêng về nhà sư Thích Minh Đạo, thì nhà sư này như thế nào, thì đã bể câu chuyện của nhà sư này cũng diễn ra. Nhà sư Thích Minh Đạo này là một nhà sư tu đi khắc thực hàng ngày đó quý diễn giả. Nhưng mà khi chúng em đến để mà chia sẻ những câu chuyện, cũng như là nhà sư này cũng có thường xuyên để mà gọi điện đến chúng em để mà phân tích những câu chuyện, cũng như chẳng hạn như là trước kia là câu chuyện của bé Từng Lam, hoặc là những câu chuyện gì tất tần tật, thì nhà sư này đều đem lên để mà phân tích được tất cả. Thì dạo thời gian gần đây thì quý vị cũng đã biết là khi xuất hiện một vị sư là Thích Minh Tệ, thì nhờ vị sư này mà lật ra những cái nhà sư mà ẩn tu để mà lợi dụng cộng đồng, lợi dụng tiền mạnh thần quân đồ này nọ các kiểu, cũng như là những thợ tu đó quý vị dạ. Chẳng hạn như là lộ diện ra rất là nhiều những thợ tu. Ở đây hôm nay em nói về những cái vấn đề mà nhà sư Thích Minh Đạo, về cái cuộc sống của nhà sư như thế nào. Nhà sư Thích Minh Đạo thì tu một cái lối tu là đi khắc thực hàng ngày. Thì quý vị cũng đã biết, khi mà quý vị nào mà biết qua nhà sư Thích Minh Đạo này rồi, quý vị cũng đã biết là ông vị sư này ổng cũng thích lên để mà phân tích những cái câu chuyện trên mạng xã hội. Nhưng ở đây em nói lên ở đây là nhà sư này bị mang tai mang tiếng khá là nhiều. Cũng khá là nhiều những Phật tử, những người hàng xóm, những người biết tới nhà sư này lên chỉ trích gay gắt không gài trên mạng cộng đồng đó quý vị nhá. Khi mà em đến nhà của nhà sư này là thật sự có một vị ni, một vị người đàn bà ở chung với một cái thiền viện của sư Thích Minh Đạo này. Liệu người đó phải là vợ của nhà sư hay không, thì lúc đó em lên thì em cũng không có quan tâm gì mấy về vấn đề tư riêng của nhà sư này. Đó thì sau này bể chuyện ra ôi tùm lum hết, nói nào rằng là nói nhà sư này lười làm để mà dựa vào để phát cái áo vàng lên để mà làm một tu sĩ đi khách thực. Đó thì vợ con 3-4 người đùm đề tùm lum hết trơn. Rất là nhiều người tố cáo đến vị sư này. Đó thì hôm nay em cũng nhận được một cái ghi âm của cái người hàng xóm, còn gọi là cái người đồng đạo đã từng tu một lượt với nhà sư này, thì đã nói lên hết những cái câu chuyện sự thật phía sau của nhà sư Thích Minh Đạo này như thế nào. Em mời quý vị và các bạn xem qua cái video clip này, cũng như là nghe lại những cái lời ghi âm của cái cô này nhé. Thì quý vị đánh giá coi nhà sư Thích Minh Đạo này như thế nào, thì hãy cho em một lời bình luận, một đóng góp, một ý kiến. Nếu thật sự nhà sư Thích Minh Đạo này chỉ dựa vào một cái tu viện, một tu sĩ để mà lợi dụng, lười làm mà muốn có ăn, đi muốn tìm công việc nhẹ để mà ăn, để lợi dụng cộng đồng để mà đi xin xỏ, để mà đem về chuộc lợi cho bản thân hay không, thì đó thì em sẽ mời quý vị và các bạn nghe qua cái cô này chia sẻ đoạn ghi âm này nhé. Mời quý vị và các bạn. Để cô nói cho chú nghe nha. Cô cũng bức xúc cái vụ ông Minh Đạo này dữ lắm nè. Bức xúc sao cô? Ông Minh Đạo này thì cái ông già nói chuyện với chú là 10 phần chúng có 5 phần, không có chúng nhiều như cô đâu nha. Yeah. Vì nhiều người ghét ông dữ lắm. Ông á, gia đình của ông, mẹ cha của ông á, đặt ông là tên, hồi đó ông trắng đẹp trai lắm, đặt tên là Mỹ. Yeah. Rồi người ta kêu là chùa Mỹ. Nhưng mà thực hiện ở trong chùa, trong kinh thư, ổng trụ trì, ổng là cũng không phải ở tại kinh thư, Mỹ An đi xuống là chung chùa với cô nè, là ổng là đặt ổng là Thích Thiện Tài. Ổng đẩy, ổng lên đẩy đất, ổng là tỳ kheo rồi, ổng Thích Thiện Tài. Rồi sau này á, ổng
ra là ông khắc thật mà ông biết ai đặt tên ông không, Minh Đạo không, là cô không có biết nghe chưa ông dạ. nói không gì là cô không có biết. Rồi trong lúc ông tu trong chùa, vợ ổng á là ông nói nãy của con trâu đó là bà Thảo, là bán bánh bánh ít trần, bánh bánh đồ chẳng là có thật, bán bánh mì thịt đồ mà bán đồ chay không mà có thật, có sự thật như vậy. Bà Thảo là mần công quả trong chùa, cưng hiểu không? Dạ. Cho nên ông thầy tài này nè, thấy bà Thảo có bệnh, bà bệnh rồi thì ông thích trung đạo này là kêu thầy tài với này kêu thầy tài đó, ông mới bệnh cho bà Thảo hết, trị cho bà Thảo hết, rồi bắt đầu ông mới muốn bà Thảo, hiểu không? Ông mới chọc bà Thảo là ông nội già đã nói với là nói về đó, nói về đó. Rồi bắt đầu á ông chủ trì sư phụ thiện mỹ ông nói nếu như vậy á thì mình về nhà mình cưới vợ đi, thì đó về cưới vợ là ông ở nhà, ông đi ở nhà nhưng mà ở nhà ông đi lên chùa này, ông đi chùa kia, ông đi chùa nọ, ông đi dữ lắm. Con vợ trước ông bỏ ông rồi, ông hai vợ chứ không phải ba con vợ, đừng nghe lời người ta nha. Tin con, cô từng đi chung giống, cô từng đi chung giống nè, là ông có con vợ vợ trước giờ bỏ rồi. Rồi bắt đầu có đứa con là 4 5 tuổi, à, cái tính nết của ông là hung dữ dữ lắm, hung dữ dữ lắm nha. Ở không có được bà kia, bà mới bỏ có chồng khác, là con gái mình không thể con gái có chồng là đúng luôn đó nghe. Rồi ông mới bà Thảo nè, ông mới hỏi bà Thảo chấp nhận nuôi con ổng không, bây giờ mẹ bỏ 4 5 tuổi, dạ ông ấy nuôi chấp nhận nuôi, rồi ông cứ bà Thảo này bà mới chịu, ông đặt trai với mẹ mà không chịu, cứ đụng trắng tôi đặt trai như Mỹ vậy đó. Cái bắt đầu chịu chịu nuôi rồi mới cứ đó, cứ rồi sau này mới đẻ được là được 3 đứa nữa nè. Mà ổng nói hồi nãy cái thằng con trai 14, 15 tuổi là đúng đúng y đó. Nhưng mà thằng này là cái thằng phá cùa. Cho biết cái thằng này là thằng phá cùa. Rồi nói rằng là trên sự thật ổng đi là khắp trên Đồng Nai, Đồng Xài gì trển, thì ổng vô gần ổng đếm tiền đó, thì trong lúc cái mạng đó là đã lên, cô cũng thấy người ta đưa cô coi chứ cô không có điện thoại, cô không có biết. Thì thấy rồi bức xúc ổng, sau này ổng đưa tệ lên, ông đưa ông thầy Minh Đạo lên, mà cô không có dám nói gì trơn, bởi vì mình từng bị chung giống mà mình đâu có dám phản biện cái gì. Nếu mà ai no ai tu nấy đạt, mà nếu mà cô mở miệng ra này, cô sợ cô mà mất phước hay nữa khẩu nghiệp của cô đâu dám. Hôm nay già ở khích mình đậu già cũng giờ mười nắm nói tôi tức chết mẹ tôi, cho nên tôi mới nói đây nè. Cái ông chú gọi cho con là nói là sát bên là nói không không đúng, chỉ đúng hơn nữa là cô. Rồi đây nè, anh em của ổng tới 13 14 người đang nghe. Ổng còn người anh thứ 10 là ông thầy Hoàng, hồi đó vô chùa tu nhưng mà xuất gia không được. Ông thầy Thiện Mỹ là ông trụ trì ở chùa Kinh Tư ở gần Mỹ An đấy nghe. Nói ông hồi đó ông cục cái giò không cho ông xuất gia. Ông về ông làm thầy tụng, có đi chung với cô nè, ông về ông làm thầy tụng, ai kêu ông vẫn tụng, nhưng mà ông nhậu dữ lắm, ông ăn thịt chó dữ lắm. Ông anh của ông Minh Tài, ông Tài anh Minh Đạo á, trời đất ơi biết rồi, bắt đầu ông ế ít cái kêu ông lắm, chừng nào kẹt đó mới ông kêu. Còn ông thầy Tài này á, ông đi khất thực một ngày 1 triệu, có triệu mấy 2 triệu, có cái cắt chó chưa có bể ông Minh Tệ, thành ra ta cúng dường cho ông nhiều lắm, cú nghe cho rõ nghe. Dạ. Từ ngày Minh Tệ xuất ra nổi tiếng á, cho nên là ông đi khất thực ít, ông mới ăn tức ở mới làm như vậy. Phải qua cái gì nữa nè, tôi nhớ nãy nhiều quá giờ sao tôi quên rồi, nhưng mà lúc trước ông không có cất nhà đó nghe chưa. Dạ. Lúc trước ông không cất nhà đó, ông cất qua cái đầu cầu Thanh Mỹ mà đường lên Mỹ An á. Bên đầu cầu Thanh Mỹ. Mà bên Mỹ đường lên Mỹ An mà trong cái đường trắng mút, cái nhà rất nhỏ. Thì sau đó ông mới làm đường lộ đi. Rồi ông nội này nè, ông về đây ông mới cất cái đó đó. Ông cất cái đó mà ông tính cất cái chùa, cái cọc, cái am gì á. Nhưng mà sự thật là ông làm không có được, không đủ tiền. Rồi bắt đầu ở trên thành phố, mấy người trên thành phố xe du lịch đồ xuống không mà phải cúng giường cho ông. Ông mới tạo dựng được cái đó đó. Nghĩa là cái nhà giờ cái miếng đất đó là của ai cô?
miếng đất là cũng như mấy người từ thượng từ thiện với Mạnh Thường Quân với mấy người ở trên thành phố xuống mua cho ông đó, cúng dường cho ông mua đó, nhà đó trở thành cúng dường với ông đi khất thực, ông đi giao duyên được số gì ông làm đó. Trời đất ơi, vậy nếu mà vậy là cái miệng lưỡi của ông ông cái miệng lưỡi của ông thì ông đi gạt người ta chứ. Người ta xuống tới nhà luôn, người ta xuống tới nhà, ta cúng dường luôn mà. Cúng dường cho ông xây. Hầu, dựng cột, dựng kèo, hầu đổ đất nền này kia, ông dẫn xuống, ông chỉ hết, ông chỉ tư cách cách sao chỉ hết, ta cúng dường, ta bằng lòng cúng dường cho ông mà điều ông cũng có gạt xuống, cái chỗ quá không có. Ý con nói cô á là ngày xưa cái miệng lưỡi của ông giữ rồi á, những cái Phật tử á, người ta tưởng thiệt người ta tin. Mà bây giờ tin thấy cái miệng lưỡi không có là sao không? Người ta tu hiền, ta nói chuyện đàng hoàng, ai nói chuyện la làng với ông không? Mà dạ. Cô không ông. À. Cô có phải dám nói? Ngày qua anh chọc, ngày qua cố lên không? Có, con với anh chọc ngồi kế bên mà. Chính xác. Dạ. Con cố nghe, nghe cho kỹ cô nói là nghe. Dạ, dạ. Thấy hai đứa chạy xe, cô rất mừng. Mừng là mừng cái chỗ gì thứ mất. Ngày hôm qua là ổng chưa có về, đừng nói ổng trốn tội nghiệp ông nội ơi. Ngày hôm qua ổng có về, cô đi bắt bên trong chợ gì, ông đi chích thuốc trong chợ gì, ổng chưa có về. Là cô về tới ổng mới về, cô còn gắt đầu ổng nữa mà. Dạ. Còn ông nội già, ổng nói ông ra ruộng, ông trốn ruộng đâu trốn. Ruộng ông bán hết trơn, ông về ông mua nền nhà, rồi ruộng đâu trốn. Nhưng mà hồi sáng này ông đi chích thuốc, ông gặp ổng nè. Cô gặp ổng, cô đứng đường lộ gặp ổng, cô gian về nhà. Rồi cô gặp ổng cười với cô gặp đầu với ổng đó nè. Mới tới là mà chiều này nè, hồi chiều này nè, trốn rồi mà trốn. Nhưng mà ổng có không? Nhưng mà ổng có đi còn đi khất thực không cô? Còn. À, tôi nói cho nghe nè, ổng hồi đó ổng có 4-5 con ruộng nghe chưa, ở trong đường sáng mút, đường lên Mỹ An á nghe. Dạ. Rồi ổng mới sang mấy con ruộng đó, ổng mới về mua nền nhà đó đó, rồi miệng lưỡi ông sao tôi cúng dường cho ổng thêm, ổng mới làm được như vậy, nghe hiểu không? Dạ. Nhưng mà sự thật đồn ông uống rượu đó là đồn dốc. Nói ông ăn chơi uống rượu uống bia là quá dốc. Nhưng mà có cái này đặc biệt và chính xác nhất nè. Dạ. Mua giấy số là ông ít. Chơi là nguyên cặp chứ không ít. Trời đất ơi. Xuống với chiếc bò qua bên sông. Thì cùng với cô qua sông luôn. Con hỏi cô dạ một Phật tư thầy đâu. Thầy ông nói đi công chuyện. Nhỏ kia bán số ông quất một cặp luôn. Cái nhỏ kia đứng bên nó dạ một thật. Chùa cái thầy ở đâu vậy thầy? Ông hỏi chi vậy? Con hỏi chùa thầy ở đâu, đặng con đến con cúng dường cho thầy mua giấy số. Trời đất ơi. Sự thật như vậy, cô ăn tương ăn chay không bao giờ cô nói dốc. Không bao giờ cô nói dốc. Cái điểm thứ nhất là cưng xuống đây. Rồi, bây giờ mà cưng mình đi quay phim á, thì cái gì mình lên cộng đồng bạn là mình tải lên clip, cái mình tải cho đúng thì đừng tải sai nghe. Đừng sao có nói... Cái này là những cái cô bác anh chị gần đó thì gọi cho con thôi, chứ con truyền tải là những cái người gần đó thôi, chứ tụi con là chỉ căn cứ vào đó tụi con nói. Đây nè, cái clip con Lợi Nguyễn mới nè, cô điện cho Lợi Nguyễn nói mấy tiếng là nó tắt máy điện lại không được nè, nó nói ổng là nó viết chữ ổng là 4 vợ 6 con. Dạ. Lợi Nguyễn nè. Cô bức xúc quá, tính nhưng mà, chuyện xin mất lòng chuyện cho nó nghe để nó nắm, nhưng mà, nó đưa lên. Nhưng mà con nói với cô á, là ổng á, tại vì ổng gan ăn tức ở rồi, ổng lên nói vậy rồi, cộng đồng mạng người ta mới là ấy rồi mới lòi hèm ra tùm lum. Chứ nếu mà vậy á, ổng, cái lúc mà ổng đi gạt tiền ở trên Tây Ninh, chứ không phải là Đồng Nai, Tây Ninh. Đâu chết. Dạ, thì cái đó đó, bây giờ là có người gọi cho con ngày hôm qua. Đó mới nói cho con, rồi con mới là lên mạng con sạch, là nó mới ra cái tờ báo đó. Đó, rồi giờ cái chuyện mà ổng có vợ này, vợ kia tùm lum đó, thì người ta cũng gọi tờ báo cho con. Là ở gần... 2 vợ. Dạ, 2 vợ chứ không phải 3. Chính xác là 2 vợ. Nhưng mà giờ là cái chồng sớm là có ưa ổng, với lại ổng đi tụng, ổng dội tiền ra là phải thực sự vậy không cô? Ổng đi khất thực 1 ngày 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu là hồi đó rồi chưa bể ra. Rồi bắt đầu là ông đi hồi đó là trong cái lúc đó đó là ông đi cũng như ông khắc thực ngày 3-4 triệu một cái đám ma mà cho 500 ngàn ông đâu có chịu. Thì ngày một đêm thì ông ra giá 1 triệu đó. Ngày đêm là 1 triệu.
thì 2 ngày 2 đêm thì 2 triệu đó. Dạ. Đi biển đi thật, đi khất thật 1 ngày với là 2-3 triệu, hiểu không? Dạ, thì dạ. Đem dẫn ra 1 triệu, có, sự thật có đó, có đó. Rồi bắt đầu là cô biết không, cái tháng 7 này nè, ổng cho gạo nè, ổng mua tập, ổng cho mấy thuộc trò nè. Năm nào cũng vẫn có, năm nào cũng vẫn có. Mà bây giờ bể vụ này ra là bây giờ là khách thật không có hay gì rồi, thành ra bây giờ về bữa nay là 18, 19, 20 giờ rồi mà ngay y tá đến sinh là y tá không có lên tiếp. À, cái đó là kiểu như là năm mà đi làm từ thiện lần để bỏ ra cái công đức, nhưng mà bây giờ á là ổng nhà ổng bỏ cỡ nào ổng bỏ cũng không ấy hết á, cũng không có lấy lại cái đức của ổng được hết á. Bởi vì cái khẩu của ổng khuê bình mấy ông thầy tu chắc ổng cánh giác quá trời rồi, nhớ không? Dạ. Phải mà ổng đừng có đưa lên là ổng khuyến cáo là ổng khuê bình là ổng nói xấu Minh Tệ. Ông đừng có nói xấu ông Minh Tệ là không có lòi ra. Mới bằng đầu nói xấu Minh Tệ đó thì bắt đầu clip là dần dần tới luôn. Dần thì trong đó nó ít ngang, trong đó nó ít clip ngang. Quốc Quang Minh Đạo đó, Quốc Quang Minh Đạo ở Bà Rịa Vũng Tàu nữa clip ra mới nhiều đó. Thì con nói cô, ổng bây giờ ổng mới ngu. Bây giờ mình tu gì mình tu không biết. Người ta tu sao người ta tu. Mình đừng có môi mình nói, mình môi móc người này thì người khác biết mình, người ta móc mình ra. Nhưng mà con nói với cô, phải chi ổng là một cái người chân chính á, thì ổng đi chỉ trích thì con không có nói. Mà cái đằng này á, là ổng nhờ cái miệng lưỡi của ổng để ổng đi lên ổng lừa gạt tiền của bá thánh. Mà ổng lại đi là nói người này là không đúng, người kia là không đúng. Đó. Bởi vậy mấy YouTube nó mới tức mình quá trời, nó mới làm dữ vậy đó. Dạ thì anh em đưa băng đưa con mà con với anh Dọc đợi mấy anh em con mà bị mấy cái thằng lũng tức này nó lấy cái phần phải, nó lấy cái phần đúng đắn, cái sai nó không có chịu, hiểu không? Dạ bây giờ con nói cô, bây giờ con nói với cô nè, đi xuống nhà ổng là băng của tụi con đó. Nè mấy nếu mà phải bây giờ á, ổng chỉ cần ổng ngày hôm qua là ổng nói là ổng gặp mình anh Tâm, ổng không gặp con, không gặp anh Dọc. Đó là thành ra là anh Tâm anh không vô. Chứ nếu mà giờ ổng vô là giờ thôi, giờ tôi cũng lỡ lời tôi nói thôi, giờ xin cộng đồng mạng lại mấy người tôi nói thôi, giờ cũng thông cảm với tôi bỏ qua thôi, là tụi con sẽ ngưng. Dặn lỗi đừng cho ta gỡ clip mẹ đi. Tụi con sẽ ngưng, con không làm nữa. Nhưng mà ổng làm kiểu này á, ổng làm kiểu này bây giờ cô nói ổng dẫn con đi khất thực. Đó, bây giờ là ổng còn tiêu người ta, bây giờ ổng đã lội cái băng mặt ổng dai rồi, mà giờ ổng còn trường cái băng mặt giống như hiện tại bây giờ á, là những cái chợ ổng đi á, là người ta không biết, là không coi clip, chứ có clip là ta đập ổng chết liền luôn. Nói à, bây giờ nếu không đi thì lấy gì, đồ ăn đi, 100 ngàn, 200 ngàn, nó tiền của ổng mà vợ ổng đụng không có được đâu, tiền của ổng mà vợ ổng mượn ổng không cho đó. Bây giờ con nói cô á, ổng chết, ổng nằm dây sạch á, cũng không ai cứu ông, nó bị nhờ ổng đi. Thì theo như cô nói á, là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, có 3-4 triệu. Thì á, ổng cũng có đã tích lũy là ổng cỡ ngân hàng rồi. Ổng, theo như con biết là ổng nhiều lắm, bị gì á. Trong nhà của ổng con đi vô, là ổng mua 3 bộ salon. Ổng lấy ra là ổng ghép lại thành một bộ salon để nhà trên. Không đó. Có gửi ngân hàng. Đừng có cãi tao, ổng không có gửi ngân hàng. Ổng để vui mấy nhỏ ăn học hết trơn. Hai ổng làm sắm đồ, có đó kiểu đó đó. Ổng không có gửi ngân hàng được. Con nói cô á, ổng không nói thiệt với cô đâu, con người ổng gian xảo vậy, ổng không nói thiệt với cô đâu. Trời ơi, không thấy ổng con đủ nóng gì đâu mà không lẽ mà bây giờ mình ở gần mà mình nói sao giờ, mà mấy đứa ngày hôm qua là cố ở Long An phải không? Dạ. Ở Long An sao không đi đường của cò đi vô, ổng cho gần đi đâu, mắc chứng dịch gì chạy gạch ruộng chạy vô vậy trời. Con ở trên đây con xuống, tại vì á là con tính đi, con đi cao tốc xuống. Đi cao tốc đi đường nào? Ở trên nào trển? Ở trên trển, ở trên nào? Còn ở đây là con đi cao tốc xuống, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đó. Trung Lương Mỹ Thuận đi vô phải rồi. Còn à. Cái đó là đi cả cả bè, của cò đi vô rồi đi tới nhà ông trước đó. Thì biết rồi, thì cái đường nếu mà chưa tới cầu Mỹ Thuận nó có ngã ba, nó đi về Tháp 10 đó, là nó về về dạ. Cái ngã ba nó đi qua bên thành phố gì, thành phố Cao Lãnh, đi qua vô Cao Lãnh đó,
thì ổng con đi vô, bình đầu tiên con đi vô đường đó mà. Cái bắt đầu cô mới mượn thằng kia, mà sự thật cô nhiều lắm, cô thoát vậy đi, điểm cô đau đi không nổi, viêm đa khớp cô đi không nổi, bao tử hành cô đi không nổi luôn, mấy hôm nay nằm vật vã, sống có bình bọc ngay nuôi chân năm mấy miệng thằng kia. Năm đó thì Phương ơi, thằng Phương dọc nó xuống kìa, Phương ơi mày chở tao ra ngoài, tao mượn nó quay nó gửi lên cộng đồng mạng, ai cho tao được đồng nào tao ăn đồng nấy, để tao không có tiền không bạc thì chết tao Phương ơi. Nói cho bà chị nào mời tôi sợ, tôi cũng dành tôi mắc cỡ quá. Mà sao tao kia mấy gia đình con sao? Trời ơi cô, bây giờ cô sống một mình không chồng, có hai đứa con nó bỏ hết trơn rồi, mà đau đi không có nổi. Mượn thằng đó nó trở lại nó hôi mắc cỡ, không có trở. Mượn mấy đứa quần gửi lên cộng đồng, ai có thân tình giúp được nhiều giúp, đang mua thuốc uống. Mà bây giờ con hỏi thiệt cô vậy nè. Vậy nếu mà nhờ anh em tụi con xuống, con quay giúp giùm cho cô, chứ anh em tụi con thì nói thiệt là tụi con không có làm thiện nguyện. Tụi con chỉ đi làm là những cái dạng như là mấy cái như của thầy, ông thầy Minh Đạo nè, ông đi lừa gạt, ông đi chửi người này người kia. Thì tụi con muốn dạch ra cái sự thật. Cô muốn là trực tiếp quay hình cô không? Anh em tụi con sẽ, bữa hay bữa nó sắp xếp, anh em tụi con sẽ chạy xuống dưới, quay cô rồi cô kể về ông thầy Minh Đạo luôn, rồi cô kể hoàn cảnh của cô luôn. Cô quay lên rồi đưa cái mặt tao lên, ông thấy rồi sao? Chứ giờ cái giọng nói của cô, giờ bố ổng không biết hả? Kể ổng, chứ ông làm gì được cô đâu. Không, ông đưa cái mặt tao, ông chữ chết không được rồi. Chứ giờ, ông nói nào cô quản thầy rồi, ông trời ơi, nó khổ dữ lắm, không được. Ông là thầy, cô là Phật tử. Ông là thầy cái gì mà thầy? Ai mà? Nói chung á, con nói cô á, quan mặt của ông á, thì ông không có trường lên mạng xã hội, ông nói xấu người này người kia. Thì ông nói á, người ta còn tin ông chứ bây giờ á, là miền Tây á, hiện tại á, rất nhiều người gọi cho con nè, khi ông xuống đi, là người ta sẽ bụp ông á. Bây giờ á, ông khó đi xin dữ lắm. Cô nói là cô nói cho thấy hình đi. Ông quên cái tiếng của cô rồi. Mười mấy năm không có chung giọng, ông quên rồi. Không nhớ đâu. Nhưng mà giờ á, ông hổn dữ lắm rồi, ông hổn dữ lắm. Ổng dữ lắm hả? Thằng ơi, Phú ơi, ông chạy xe mà ông giật, mà vợ ông té gãy xe, ông bỏ ông chạy, ông chửi vợ ông như con. Thế nó vợ ông không bao giờ động tới đồng tiền không được, ông chửi như con vậy đó. Sao kỳ vậy? Ừ. Ủa mà người tu hành mà sao kỳ vậy? Trời ơi, bà sợ ông muốn chết. Trời ơi, bà thân với cô dữ lắm nè. Bà thân với cô dữ lắm đây nè. Nói thật, cũng còn hơn chị em ruột của cô nữa. Bà thảo á. Là bà kể hết á hả? Ừ. Trời ơi, tội nghiệp bà lắm. Trời ơi, tội nghiệp bà lắm. Không bao giờ gói tới được đồng bạc của ông. Là ở nhà là ông muốn nói gì ông nói, là bà không có quyền nói luôn á hả? Ừ. Đúng ra là mình đi tu rồi. Con nói con nghe, mình đi tu rồi. Thì cái chuyện vợ của mình là mình thấy nói chuyện nhỏ nhẹ là quả chứ sao mình lại chửi. Bởi vậy ta nói nha, tu là tạo niềm vui, tu là giải thoát, tu là hạnh phúc. Chứ đâu phải tu đâu mà làm ác, đâu mà ông làm gì, làm lắm mà ư. Nhưng mà nãy là cô nói á, ổng vô được gì tỳ kheo à hả? Tỳ kheo ông đại đức rồi đó trời. Tỳ kheo rồi, nhưng mà nhờ con nói cô là ổng bị đuổi rồi, ổng đâu được công nhận nữa đâu. Thì cái cách đó thì cô đã nói rồi, ông già chẳng nó dê dê đó, sự thật là bà Thảo đó, vợ ổng bây giờ đó. Thầy mới nói muốn cưới vợ thì về nhà cưới vợ, rồi tu tại nhà đi. Thì ông về ông cưới bà Thảo thì ông tu tại nhà, nhưng mà lễ lộc cúng kiến ông cũng dẫn lên chùa trai tăng đồ ông làm hết trơn à, về chỉnh tế đồ ông làm tròn dùm vũ hết trơn à. Rồi bắt đầu sau này ông mới đi khất thực đó. Nói chung á, con nói với cô á, ổng á là chỉ là khoác áo vô để mà bịp đời, để lừa tiền thiên hạ thôi, lừa tiền chúng sinh thôi, chứ ông có làm gì mà giúp đời vậy đó. Chẳng qua cô nói á, là tháng 7 á, mua đồ học sinh á, là để á, là ông trả bớt á, là cái nghiệp của ông, là ông đi ra ngoài xã hội á, ông lừa người ta thôi. Chứ đó. Cái nói trả nghiệp, năm không có nói, là cô không có tin vụ trả nghiệp. Ông làm bữa đó để ông cho có tiếng chút, ông nói vậy mẹ vậy đi. À, tạo cái uy tín ở địa phương phải không? Nói vậy mẹ chứ rồi, trời ơi, tao thiệt tình lắm. Thì đúng rồi, ở địa phương thì tạo uy tín, cái làm cái vỏ bọc để cho cái những cái người ở địa phương á, người ta ghét ổng á, người ta không có xì xào bàn tán. Nhưng mà giờ cái vụ này giờ người ta rất là bức xúc, bây giờ là người ta bung bồ, người ta nói ráo rồi. Ta hiểu hết trơn, ta hiểu hết trơn rồi. Dạ, nhưng mà anh em của ổng là ổng cũng không hợp luôn. Không,
dòng thứ đời mặt pháp này, dòng thứ ma tăng từ ngày Minh Tuệ xuất hiện ra tới giờ ma tăng loài đó nhất, nó đời mặt pháp mà bơ. Đời mặt pháp còn gì nữa. Nói chung á là ông đi ra ngoài xã hội thì ông lừa gạt người ta, còn về địa phương á thì ông đạo cái vỏ bọc ông là cái người tu, là cái người biết làm từ thiện nào gì. Vậy thôi. Nhưng mà ông già nói ông làm biếng thì không phải. Bị ông có mấy con đất, 4-5 con đất, ông sang, ông về, ông sang đình nhà đó thì bây giờ ông đâu còn ruộng nương gì nữa đâu. Mà ông phải đi xin chứ nói sao làm biếng. Mà sự thật là anh em chị em không có thận thiệt, không có thận thiệt, không xử chết mẹ chừng em chị gì cũng chừng ông nhịn này. Ông xử hết hả? Trời ơi, bà già ông chết mà ông kêu thầy 12, ông là một, kêu thêm 11 ông thầy chùa về làm lễ trai tăng, mà cúng dường, mà chén bát, giải sầu tiền, ông cũng lấy nữa kìa. Là cúng thì ông kêu đem về cúng, vừa cúng và ông bắt ở nhà phải bỏ tiền ra. Thì kêu 12 ông thầy về tụng làm trai tăng, thì ổng nữa mà 12 ông, mỗi một ông một phần quà, khúc giải 4 thước, bịch xì bông, cái chén, cái lư lam, rồi cái xăng, rồi cái gì tùm lum tà la, mỗi người phận vậy đó. Thì ông phận quốc luôn kìa, chứ ông kêu Ngọc, biểu Ngọc là mua đủ 12 phần quà. Thì Ngọc mua 12 phần quà, ổng có luôn đó. Trời ơi. Em của ổng vậy bán bánh mì cho ổng á. Còn 14 là bán bún riêu, bây giờ nghỉ bán rồi, nó đi chở nhà khách, nó cất gạp cho người ta làm đám cưới. Còn ông Hoàng Cục á, thì ổng cũng đi người tụng vậy, nhưng mà tụng ăn nhậu bắt cá bắt mắm như lắm, chứ không phải cử như mình. Mà con cũng có đóng ở làng vậy đó. Còn bà 12 á, còn bà 12 thì bà nuôi heo dữ lắm. Mà bà nuôi heo dữ lắm, bây giờ bệnh xích sụi rồi, bà không còn nuôi nữa. Trời, ba với má ông thầy tài này là ông Thích Minh Đạo đó hen. Là hồi đó chạy tắt gán, kêu bà Tư tắt gán, nấu gần vậy đi, chứ ông già để chơi có hiểu bằng cô đâu. Dạ. Bà Tư tắt gán. Dạ. Trời ơi, bây giờ mà bố muốn biết từ chỗ, xuống đây đi, cô dẫn từ nhà của em, anh em, ổng cho coi. Chứ ông nội già, chúng ông chưa biết, ông thầy mà, ông thầy tài hồi đó cất cái cấp ở đâu nữa. Cất cái cấp trong cái đường lên Mỹ An, mà trên đường sáng múc, nó nhỏ xíu à. Mà nước ngập lên thì nó ngập, rồi người ta mới giải tỏa làm đường lộ, rồi mấy ông mới sang mấy công cụ ông gì ông sang cái nền nhà đó. Quan trọng cái là bây giờ xuống là có người dám chịu chia sẻ hay không thôi, chứ bây giờ xuống là chỉ cái nhà của người ta, mình quay nhà ta làm chi. Chia sẻ là cô cũng dám chia sẻ, đừng cho thay mặt, còn thay mặt là mà cô không dám. À, chia sẻ giờ là... cô dặn đứng ghế bên con rồi con quay chỗ khác, là không quay cô, lấy tiếng nói cô thôi phải không? Đúng, vậy cô dám nói chứ được, cái mặt con chữ đi nè, tao không quýnh thì bà, tao không chạy ngang tao hoài đó. Dạ, nhưng mà giờ con gì thầy tu mà quýnh gì? Tôi sợ lắm, không em sợ, giờ ông quýnh mà mình không nhận nhịn nè. Chửi, ông đi chửi dữ lắm hả? Nói cho nghe nè, mấy đứa ngày hôm qua gạch ruộng chạy vô, mà chạy vô, từ gạch ruộng chạy vô mà thấy có tiệm sửa xe Hoàng Phương không? Thấy cái tiệm sửa xe Hoàng Phương mất bên tay mặt không? Ở ngoài chạy vô á. Thấy. Rồi, nằm đang ở đầu đất của nó đó. Cô đang ở đầu đất, có cái tiệm sửa xe Hoàng Phương đó. Dạ. Ừ. Rồi, giờ cô tên gì để con lưu số điện thoại lại. Trời ơi, mày lưu, mày nói, ông chắc ông chửi tôi chết luôn rồi, cứu không? Con cái khúc này con cắt. Cái khúc này con cắt. Cắt tên cô con cắt. Thôi lấy cái lưu số điện thoại đi. Dạ lưu số, nhưng mà giờ cô nói tên đi để con lưu cái khúc này để con cắt. Ừ, lưu cái tên thôi nha, với cái số cho nha, khúc này cắt nha, chừng nào xuống đây mình trực tiếp thì mình quay lấy lại nha. Dạ, tên cô tên gì? Vì cái này cũng như mình thư giãn để mình tìm hiểu thôi, chứ mình chưa khuê bình không được gì nha. Dạ. Tới xuống đó. Rồi cái đầu quay, cái đừng có quay mặt cô, cái rồi cấp đó mình khơi bình phẩm tính mới được, đúng không? Dạ. Là cưng đi tới tiệm Hoàng Phương á, cưng hỏi nhà cô Năm Lũ đâu, nó chỉ. Cô Năm Lũ phải không? Ừ, cô Năm Lũ, nó chỉ là cô buộc của nó đó. Dạ. Ở đậu đất nó đó. Rồi, nhưng mà điều cái chuyện này là nó chấn động lắm, mà cô phải... nói vòng dưới là đồng ý là tụi con mới xuống được, dưới là xuống dưới ở đây tụi con xuống dưới xa lắm thì xuống dưới quay không được cũng như không à. Nói sao, nói vòng vòng đây nói gì,
thì nói vòng vòng đó, dạ anh em tụi con là muốn xuống tìm hiểu sự thật á, là vậy đó, có ai chịu nói không, Tìm hiểu cô hả? có ai chịu nói tìm hiểu ông, cái ông thầy Mỹ này, tìm hiểu cô gì Trời ơi, thì con quay nhà cô vậy, con quay nhà cô vậy, cũng muốn giấu mặt thì có cô chú nào muốn giúp thì con cho số điện thoại người ta gọi trực tiếp cho cô. rồi nếu xuống đây đi, nếu có người mà gạo phản ảnh này có đây nè, dưới này cũng có vài người nữa nè, xuống đây đi cũng quay thì người ta nói nhé. Dạ giờ cô hỏi ý người ta đi vậy, mai mốt gì con mai đi mai mốt gì con gọi lại cho cô con hỏi. Ừ, để mời cô xuống khỏi Hồng Quang với Khởi coi coi sao. Ngày hôm qua nó nhậu ăn một vịt lộn, nó vỗ cô vô, nó đưa cô hai hai hộp ăn rồi nó cũng kể vụ ổng nữa nè. Dạ Vậy thôi con nha. dạ kể là nói tụi con xuống hả? Không, kể nói vụ ông nội chẳng á. Dạ, rồi 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 con chào cô Đông. Nói ổng đi, nói chị ổng không dành chứ. Trời ơi, cô đâu có nói, cô giấu, cô đâu có nói, đâu có quan bền ổng đâu. Nó tại chị ông rành chứ, ổng đi 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 xin về ông con ông học đại học không đó, nhưng mà cô biết ổng đi mười mấy 20 năm nay rồi Dạ. chớ nữa. Dạ. Mà có tới chừng mà đi đi xuống dưới chợ Mỹ Tây đi nghe, là cô đi dưới Mỹ Tây cô gặp ổng đi ở dưới nữa, cô còn bỏ bác ổng nữa đây nè. Dạ bây giờ ta gặp ông mình cho ông ăn hột vịt Rồi à, vậy dạ thôi, đừng mời làm công chuyện khác ông ơi. dạ dạ con dạ con chào cô Rồi, dạ. cô chào con.